Nếu bạn đang hoài nghi, lo lắng khi học nhạc cụ online thì hãy xem ngay clip này. Thứ nhất, việc học nhạc cụ online sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, không phải di chuyển nhiều. Thứ hai, cá nhân hóa lộ trình học, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ, từ cơ bản đến nâng cao, học bất cứ lúc nào và điều chỉnh tốc độ học theo khả năng của bản thân. Thứ ba, được học bài bản, dưới sự dẫn dắt của các giảng viên chuyên nghiệp, uy tín trong nghề. Thứ tư là tính tiện lợi và linh hoạt. Chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối Internet là bạn có thể tham gia học đơn giản và tiếp cận một kho tàng kiến thức bổ ích. Ngoài ra, chi phí học online cũng sẽ rẻ hơn việc bạn đến học trực tiếp tại trung tâm. Tại Thiền Sáo, bạn còn được học miễn phí online qua Zoom vào 20 giờ tối. Nếu bạn đang mong muốn tổ học nhạc cụ như sáo, piano, guitar thì có thể tham khảo đăng ký khóa học của chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới để được tư vấn hoặc ấn vào bio nhé.